và chúng ta sẽ đập khoảng hai quả trứng. Bây giờ chúng ta sẽ đánh tơi trứng lên. Xào nghêu chút. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bom Kitchen and More. Các bạn ơi, hôm nay Bom sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn cũng khá là quen thuộc của cái món trứng chiên, nhưng mà Bom cách tân lên rồi, đó là món trứng chiên nghêu. Và bây giờ nguyên liệu chính gồm có, thứ nhất là trứng gà, một ít nghêu, một ít hành lá, một ít tỏi đã băm nhuyễn, một ít củ hành tím đã băm nhuyễn, và một số những gia vị như là muối, tiêu, đường, và cuối cùng là hạt nêm. Bây giờ Bom sẽ bắt tay vào thực hiện cái món trứng chiên nghêu. Và các bạn ơi, để đỡ mất thời gian thì nghêu trước tiên là các bạn sẽ luộc, và sau đó thì chúng ta sẽ tách ra lấy cái phần con bỏ vỏ, và ở đây thì Bom đã có làm trước rồi đây để đỡ mất thời gian. Và Bom sẽ ướp trong đây nghêu. Khi mà các bạn đã lấy thịt ra rồi thì chúng ta sẽ ướp gia vị vào. Chúng ta sẽ cho một ít tỏi đã băm nhuyễn, một xíu muối, một xíu tiêu, một ít đường, một ít hạt nêm. Và chúng ta sẽ để vào đây một ít dầu ăn. Chúng ta sẽ trộn đều thịt nghêu lên. Và các bạn có điểm lưu ý nữa là khi mà chúng ta luộc nghêu để chúng ta tách lấy cái phần thịt đó, thì các bạn nhớ là chúng ta đừng có để nghêu quá chín, tại vì khi chín quá thì nó sẽ ra hết cái nước ngọt và thịt nghêu nó sẽ bị teo lại á. Và chúng ta sẽ sắc hành lá. Hành lá thì các bạn sẽ sắc mỏng. Và chúng ta sẽ đập khoảng 2 quả trứng. Bom sẽ nêm một ít muối vào trong trứng, một ít đường, một ít hạt nêm, một ít tiêu, một ít dầu ăn, và cuối cùng là một ít nước lọc. Bây giờ chúng ta sẽ đánh tơi trứng lên. Và sau đó thì Bom sẽ cho vào đây một ít hành tím đã băm nhuyễn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt bếp lên, rồi chúng ta sẽ xào nghêu chút. Trước tiên là chúng Bông sẽ làm nóng chảo lên, rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Kế tiếp là chúng ta sẽ phi thơm tỏi lên. Và sau đó chúng ta sẽ cho nghêu vào. Chúng ta sẽ xào nghêu nhanh, thật là nhanh, là tại vì nghêu nó đã chín rồi. Kế tiếp là chúng ta sẽ vẫn dùng chảo này, chúng ta sẽ chiên trứng. Bông sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Kế tiếp là Bông sẽ cho trứng vào. Khi mà các bạn cho trứng vào thì chúng ta sẽ giảm nhiệt độ xuống. Các bạn ơi, các bạn ở Việt Nam thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ nghe nó đến cái món là trứng chiên nghêu, đúng không? Nhưng mà thường các bạn sẽ nghe là trứng chiên với lại hàu. Hôm nay Bông sẽ làm chiên với nghêu. Và sau khi mà trứng gần chín thì chúng ta sẽ sắp nghêu lên. Và Bông sẽ gắt lên đây một ít tiêu. Và Bông sẽ cho lên đây một ít ớt. Xong rồi, bây giờ món trứng của Bông, trứng chiên nghêu của Bông đã xong. Bây giờ chỉ việc đổ ra dĩa.
ơi, thế là cái món trứng chiên nghêu của Bông đã ra lò. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không? Nhưng mà Bông không biết là ăn thì nó sẽ mặn ngọt hay là như thế nào, tại vì Bông cũng chưa có nếm thử luôn. Bây giờ thì Bông mời các bạn hãy cùng ăn với Bông nha. Bông sẽ ăn và nói cái hương vị cho các bạn ha. Cái vị của trứng thì rất là béo. Bên trong trứng thì khi mà cắn vào thì sẽ nghe sực 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 của hành tây và hành lá rất là thơm, và có một xíu vị cay nhẹ nhẹ của tiêu. Các bạn ơi, thịt nghêu thì rất là thơm và cái thịt của nghêu thì cũng rất là ngọt, tại vì hồi nãy Bông đã có phi thơm hành và phi thơm nghêu trước á, nên ăn thì nó sẽ không có cái mùi tanh của nghêu nữa. Còn trứng thì nó Bông nêm hôm nay nó rất là béo luôn, rất là ngon. Ngon quá. Bông sẽ ăn một miếng nữa. Vừa có cả nghêu và cả trứng. Và Bông thấy là thịt nghêu á, Bông xào vừa chín tới nên nó rất là ngọt và nó không có bị teo lại. Nói chung là Bông cảm thấy rất là thích cái món này. Và các bạn ơi, các bạn cũng hãy thử thực hiện xem coi có là cái hương vị có ngon không, để coi coi là cái lời của Bông nói có đúng không nha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Bông rất tiếc là phải nói lời chào tạm biệt đến các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập tiếp theo của Bông Kitchen and More nha. Các bạn ơi, ngày mai hãy đón xem Bông tiếp nha. Bye bye.